Vũ chơi là Vũ chơi đây là Lego à? À Vũ chơi bẩn à? Ôi giời Vũ ơi. Vũ làm anh thất vọng nha Vũ nha. 4 kill cho Nguyễn Linh luôn này. Liên tục đấm mông. Chơi đẹp đi Vũ ơi, sống đẹp lên đấy anh bạn ơi. Chỉ một kill trước khi nằm xuống, Nguyễn Linh đã có cho số điểm là 7 mạng rồi. Có vẻ như tuổi thơ cực kỳ là khả quan cho trận đấu ngày hôm nay. Anh em nhóc kia bắn game. Mẹ nhóc 20k bắn ghê vậy. Ui Riku kìa, đấm đầu liên tục thôi. Trời, vừa với top 1 xong bị đấm đầu liên tục thế là đi luôn. Ok rồi, và thời mình lên 10 bạn. Người đầu tiên được cầm sniper đó chính là Nguyễn Linh. Quả đấy phải thì nó ổn thôi. Riku đang cầm 6 đồng đôi. Tiếc chưa? Mới kêu anh em ơi, mới kêu mình đang đứng đầu tiên anh em. Một kêu thôi, một kêu thôi. Một kêu thôi mà xin đấy. Biết ngay mà, mình luôn bị cái vấn đề này, đó chính là mấy cái kill cuối, mình luôn bị tâm lý. Ok, 15 rồi, bao tiền, tụt xuống top, tụt xuống top 2. Ôi, anh em bắn snip, tại sao anh em bắn snip vào người mình rất là kinh nhá. Kiểu như người mình là cái cột em bot đấy. Lúc nào anh em bắn snip mình cũng chết. Nó hư của ai? À đấy, AVKM của ai đấy? Trời má, anh em toàn chơi vũ khí kinh thế. Hết đạn rồi đúng không Jiku? Ui giời, giờ đích nó cố xấy mình bằng chết mà mình núp rồi chứ. Ghê vãi trưởng ạ. Phòng này toàn cao thủ thôi, ghê thật. Riku đúng không? Ok này, à giờ đích mà. Còn pro layer sợ thật. Mẹ Hướng ơi, làm anh hai mạng rồi Hướng ạ. Đen chưa? Cái này nhấn phẩm anh em. Bắn hay là một phần thôi, phần còn lại là nhân phẩm. Chịu rồi anh em ơi. Không được bỏ cuộc. Vũ à. Vũ đâu 29 rồi kìa. Vũ chơi sóc làm gì mà ghê vậy ta. Vượt qua nhanh vãi. Mình này thì vẫn đang loay hoay. Mình không thấy mạng em, mình không thấy người. Đầu game hay như thế, xong rồi điều cuối cùng được mấy cái trận đằng sau như hạnh. Khó quá, khó quá. Ok nha. Anh em vào mà chơi đi.
Trời má lại nữa. Hai mươi chín mạng rồi. Mình không quan ở đoạn bom mà không. Không ổn rồi anh em ơi. Ba mươi lăm rồi. Rồi. Ai đã 35 một kia nhanh thế? Riku 35 rồi. Trời má, chết 26 mà không thể tin được. Đi đâu thấy người này? Chơi kinh nhỉ, chơi cái gì thì nó chơi được ạ, sợ thật. 38 rồi kìa, TK 38 rồi em ạ. Ba mươi chín rồi, trở lại ra TK top 1. Mình thì không qua được bom được. Mình mất được thời gian ở đoạn nào ta? Cái đoạn súng ấy không, lục này, lục với cả shotgun, mình thì mất thời gian ở đoạn đấy quá. TK em, TK top 1, vũ top 2.